Em xin 30 phút ngồi tại đây trởn khánh. Được không? Mọi người đang kiểu nãy giờ mình đợi cũng lâu rồi đó. Coi như ngày hôm nay em tới đây em quay với anh. Không gặp Khánh nhưng mà anh sẽ làm gì cho em vui được không? Là em muốn anh Khánh tới chứ. Chờ anh Khánh thêm một xíu nữa. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay hãy cùng xem bạn fan may mắn tiếp theo để đến với chương trình sẽ là ai, và người bạn ấy yêu mến là ai. Vâng, đó là một bí mật và ngay bây giờ chúng ta sẽ bật mí. Hãy cùng gặp gỡ bạn fan may mắn này nào. Xin chào mọi người, em tên là Thảo Trâm. Hiện tại em đang là sinh viên. Thì ngày hôm nay em đến đây với một mục đích lớn thứ nhì sau mục đích lớn nhất của cuộc đời em, đó là có được chồng. Có được chồng. Thì mục đích lớn thứ nhì đó là tới đây để được gặp anh diễn viên Quốc Khánh. Tức là em có tìm hiểu nhiều về anh Quốc Khánh không? Thật ra thì để nói tìm hiểu nhiều thì em không có phải là, ví dụ như thấy anh Quốc Khánh lên không phải gõ anh Quốc Khánh sinh năm nhiêu, anh Quốc Khánh có bồ chưa, hay là anh Quốc Khánh quê đâu đồ. Không, ý là em mê là em tìm hiểu những cái xung quanh, ví dụ như là anh Quốc Khánh đã từng tham gia những chương trình gì, rồi mỗi lần mà bật cái vô tiếng lên là thấy anh Quốc Khánh, xong rồi là coi, mê là mê kiểu đó. Mê kiểu đó, tức là mê mình... kiểu đó. Đợi chút nha mọi người đợi. Alo. Alo. Đang đâu vậy anh Huy? Anh đang quay nè, giờ chuẩn bị tới em ra nè. Ủa, tới em ra nè, anh Huy ơi, xe bị vấn đề anh Huy ơi. Bây giờ em bị chết máy giữa đường rồi. Gì vậy ông, giỡn hoài. Bây giờ chắc em tới không kịp quá à, bây giờ mọi người quay chứ ta. Nãy giờ mọi người kéo thời gian để đợi em á. Tại vì hôm nay em biết em quay là có một bạn fan không? Một bạn fan sẽ đến gặp em xong rồi giao lưu này nọ đó, nhớ không? Bây giờ đồng không mong bệnh, bây giờ anh cho em nói chuyện với bạn đó đi. Vậy giờ em nói chuyện trực tiếp với bạn nha. Dạ. Rồi em nói. Alo. Alo anh ơi. Anh chào em. Dạ em chào anh, em là Thảo Trâm á. Ý là cho em xin giới thiệu ngắn gọn sơ lược về em được không? Em là một cái đứa rất là mê anh á, mà mê dữ lắm luôn. Ý là có thể tìm mọi cách tới đây với em được không? Anh sẽ cố gắng hết sức anh tới đây với em. Nhưng mà bây giờ anh đang ở một cái khu vắng hoe, một mình anh lái xe mà bây giờ nó chết máy. Anh không có gì bên cạnh hết, chỉ có một mình anh và một chú cúng thôi em. Bây giờ mấy bây giờ em tới em chơi với anh Huy đi. Xong rồi anh em mình hẹn bữa sau gặp nhau được không? Ý là giờ cho em cái nổ với em địa chỉ đó, đứng đó em tới em cổng tới phim trường luôn được không? Alo, 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 alo. Không nghe gì hết, alo. Anh này Khánh ơi, alo. Cái gì kỳ trời. Ê, nhưng mà cho em xin 30 phút ngồi tại đây trởn Khánh. Được không? Mọi người đang kiểu nãy giờ mình đợi cũng lâu rồi đó. Coi như ngày hôm nay em tới đây em quay với anh. Không gặp Khánh nhưng mà anh sẽ làm gì cho em vui được không? Ý là em muốn anh Khánh tới chứ. Hiểu không? Ví dụ như mà chờ anh Khánh thêm một xíu nữa. Anh Khánh có tối không? Tại vì tới á, tại vì nếu như mà mình chờ á, cái thời lượng của chương trình mọi người đang bị trễ rồi. Nãy giờ mình đợi cũng đã Trời ơi, dạ thôi thôi. Cái thời lượng của chương trình mọi người đang bị trễ rồi. Nãy giờ mình đợi cũng đã Trời ơi, rồi dạ thôi thôi. Nhưng mà không. Ủa sao bé khóc như vậy? Ủa sao bé khóc như vậy? Cũng em không. Ủa sao
em diễn quá. anh hồi nãy giờ là anh đơ luôn đó Khánh. Ủa vậy hả? Nhưng mà anh nói với em là Khánh bị hư xe đường, Khánh không có chơi với chung với em nữa. Anh đâu có nói, Khánh nói không, thật sự là như thế này, anh rất là xin lỗi em luôn á. Bây giờ nè bình tĩnh chưa bình tĩnh thôi mà đừng có bắt tay, xin lỗi mà bắt tay ôm miếng lúc. Anh nói em nghe, thật sự là anh á, lúc đầu anh đứng ở ngoài á, anh rất là sợ là anh làm như vậy á, nó ngại. Tại vì em tới đây vì anh đúng không? Nhưng mà ekip chương trình nó làm vậy cho bé bất ngờ. Anh không thấy bé bất ngờ, anh thấy bé khóc. Anh tính vô trong á, anh thấy bé khóc quá, anh chạy ra anh xót. Anh đang đâu vậy anh Huy? Anh đang quay nè, giờ chuẩn bị tới em ra nè. Ủa tới em ra rồi hả? Anh Huy ơi, xe em bị vấn đề anh Huy ơi. Bây giờ em bị chết máy giữa đường rồi. Gì vậy ông, giỡn hoài. Bây giờ chắc em tới không kịp quá à, bây giờ mọi người quay chưa ta? Vậy giờ em nói chuyện trực tiếp với bạn nha. Dạ. Alo. Alo anh ơi. Anh chào em. Dạ em chào anh, em là Thảo Trâm á. Ý là cho em xin giới thiệu ngắn gọn sơ lược về em được không? Em là một cái đứa rất là mê anh á, mà mê dữ lắm luôn. Ý là nhưng mà có thể tìm mọi cách tới đây với em được không? Anh sẽ cố gắng hết sức anh tới đây với em, nhưng mà bây giờ anh đang ở một cái khu vắng hoe, một mình anh lái xe mà bây giờ nó chết máy, anh không có gì bên cạnh hết, chỉ có một mình anh và một chú cúng thôi em. Anh thề với em là ở đây chỉ có một mình anh với lại một cái chú cúng thôi đó. Bây giờ chú cúng thì không thể sửa xe được. Alo, không nghe gì hết. Alo, em ý là đừng giải thích với em nữa, con người hay giận lắm Khánh. Em giận anh hả? Em giận anh lắm à? Bây giờ mình có lỗi rồi, mình chuộc lỗi rồi đi anh. Mình tặng em một món quà nào đó để cho em lấy lại tinh thần hay là làm sao đó chứ. Còn thôi thì tối nay về ẹt Zalo với em. Anh có hai sự lựa chọn. Em làm anh sợ quá. Dạ, em bây giờ em muốn là anh làm như thế nào cho em có thể nào mà em làm sao cho nguôi ngoai được cơn giận của em. Em thích cái đính em Hà Mã tên là Dân Quận Tư rồi. Trời ơi, mình ráp lại cái bài đó đi. Dạ, nhưng mà tại vì mê lắm cho nên là có thể ráp cho em nhảy được không? Trời ơi, quá tuyệt vời. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Gì nữa? Trời ơi. Yo, what? Chưa cùng lòng phòng anh xin giới thiệu, anh rap nam Hà Mã sinh năm 95. Nhà anh thì ở quận 4, anh không giang hồ vừa dỗ vừa chăm. Trong khu anh sống có đường tông đẳng đồ ăn, chẳng chắc em cũng biết dễ thương ham ăn như em. Đi vào team anh là điều cần thiết, dễ thương khác biệt, tính chịu được nhiệt. Bé ngoan nhất, phục tinh đồn không thất thiệt. Hiền lành, chất phát, tính tình bao dung. Sốc tình cảm, người yêu tinh đồn tinh. À, em không nói ca được, em không ca được câu tiếp theo một anh. Dạ. Dạ. À, đấy là khẩn á. Dạ. Nhiều tin đồn tên Thảo Trâm. Nhiều lắm, mình nhét tên nào cũng được. Em, cái đó mình liêm sĩ chút xíu đi em. Tên Thảo Trâm thì nó sẽ lệch cái bài hát của người ta đó. Ví dụ Quang Trung cũng được, Miu cũng được. Chibu thì được. Dạ. Cái kia không được. Dạ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên thì sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những câu hỏi của chương trình. Mọi người đã sẵn sàng để bước vào vòng đầu tiên chưa? Em luôn sẵn sàng. Vâng, và bây giờ trước khi đến với phần thi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần giải lao.